Vâng, xin chào mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là cái bộ cam hành trình trước sau của Xiaomi. Cái này của mã là 70 mAh Dash Cam Pro Plus, hay còn gọi là A500s. Nhìn ở bên ngoài thì chúng ta có thể đơn giản để hình dung là nó có cái chất lượng là 2.7K, kết nối với app qua điện thoại để chúng ta xem lại và cũng như là tải clip về này. Đấy, có cái ghi hình khi đỗ xe và hiển thị tốc độ cộng tọa độ. Đấy, phải nói là cái hãng Xiaomi này nó rất biết cách chiều và khai thác khách lẻ, thì tại vì nó thiết kế cái mẫu cam trước sau này để cho khách lẻ về đều có thể tự lắp được, tại vì cái cam sau này là lắp ở khoang sau nên là đi dây rất là dễ. Đây là cái cam trước này. Đấy, cái này nó tích hợp sẵn mô đun GPS nên là khi chúng ta tải clip về nó sẽ có hiển thị tốc độ cộng tọa độ mọi người nhá, và tích pin 500 mAh để chúng ta dùng trong cái trường hợp đỗ xe. Đấy, chưa cắm nguồn nó đã khởi động rồi này. Đấy, khi đỗ xe mà không có nguồn ấy thì nó sẽ nếu mà có va chạm thì nó sẽ tự động ghi hình. Đây là cái cam sau. Ok, bây giờ em sẽ hướng dẫn cách cơ bản để mọi người có thể tự lắp đặt ở nhà nhá. Đây, em đã khui hết ra rồi. Thì một bộ của nó đi gồm có cam chính này, cam phụ này, cái dây nguồn cho cam trước này và dây nguồn cho cam sau, các miếng dán lên kính để chúng ta sau đấy dán cam. Thì mọi người lắp cam thì nhớ dán cái siêu này lên trước, xong rồi mới dán cái đế cam nhé. Tại vì nếu mà mọi người dán cái đế cam này trực trực tiếp lên kính ấy, sau bóc rất là khó và nó có thể là hỏng cái lớp phim cách nhiệt của mình. Đây, cái miếng dán này thì nó cho thêm cả sơ cua. Đấy, đây là cái miếng dán sơ cua. Và đây là cái để chúng ta cho vào cái lẫy để chúng ta nhét dây cho nó dễ. Đây, bây giờ đây là cái tẩu. Mọi người cắm nguồn cho cam thì cắm cái tẩu này nhá. Màu màu đỏ này này. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu lắp đặt. Đấy, mọi người sẽ gắn cái siêu xong rồi lắp cam vào đế và gắn lên cam đây nhá. Mọi người có thể gắn ở sau gương hoặc là vị trí nào mọi người thấy thuận mắt nhất. Nhưng mà bình thường thì mọi người sẽ lắp ở cái phần trung tâm này để cái hình nó cân đối. Sau đấy là mọi người cắm dây nguồn và sau đấy mọi người sẽ đi lên trên này này. Đấy. Đi lên cái phần trần nhá. Đấy, nhét dây vào trần. Đấy. Nhét dây vào trần. Xong rồi đến cái phần góc chữ A này này. Đấy, mọi người sẽ lôi cái gioăng cao su này đi xuống. Xong rồi bóc cái này. Đấy. Xong rồi nhét cái dây vào cái phần trụ A này. Xong đi thẳng xuống đây. Đấy. Đi xuống đây xong rồi mọi người bắt đầu đi lồng ở phía dưới. Cái này là lắp tẩu để cho nhanh và dễ mọi người nhá. Thì mọi người sẽ đi cái phần ở dưới này sao cho kín dây nhất. Và sau đấy lên đây là cắm vào cái tẩu. Ok, bây giờ em sẽ hoàn thiện cái dây qua cắm trước này. Ok, sau khi đã đậy gioăng và kín dây đi rất là gọn, cam đã lên nguồn. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đi dây cho cam sau nhé. Đây mọi người nhé, cái dắt của cam sau sẽ cắm ở phía dưới của cái dắt của cam chính. Thì mọi người cũng đi tương tự như thế, đi lên trần, xong đi theo cái ven trần này. Và đến đây mọi người sẽ đi xuống đây và bóc cái gioăng này đi, đi theo cái sườn này, cửa lái chính và đi qua đây. Xong đấy là đi qua cái khu gioăng của cửa sau và lắp ra kính của khoang sau mọi người nhá. Đây bây giờ em sẽ đi cho mọi người xem. Đấy, đi đến đi xong ở cửa chính thì chúng ta sẽ đến phần này. Nếu mà chúng ta sợ bóc cái này bị sợ bị gãy cái lẫy ở trong ấy thì chúng ta dùng cái thanh nhựa này để chúng ta nhét dây. Đấy, nhét xuống đây. Nhét rất là dễ thôi. Đấy. Đấy, nhét hết phần trụ này thì đi đến cửa phụ phía sau thì chúng ta lại lôi cái gioăng và nhét vào cái gioăng cửa phụ nhé. Đấy. Rất là dễ. Đến cái gioăng cửa phụ rồi, nhét qua cái trụ này rồi thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục lôi cái gioăng cửa phụ ra. Đấy,
tương tự như cửa trước thôi. Chúng ta lại bắt đầu nhét theo sườn này và sau đấy cố định nhét răng để cố định dây. Lại tiếp tục đến cái phần trụ sau này thì mọi người sợ bóc thì lại tiếp tục dùng cái đấy. Nói chung là các xe thì nó thiết kế cơ bản là giống nhau thôi, đi dây rất là dễ. Đấy, lại lấy cái thanh nhựa này để chúng ta nhét dây, nhét vào đây. Dây rất là dài nên là mọi người đi thoải mái nhá. Đấy, còn các xe sang thì lắp nó sẽ phức tạp hơn một chút thì mọi người sẽ cẩn thận hơn. Đấy, như vậy là đã giấu dây cam sau cơ bản là gần xong và đi đến đây thì mọi người sẽ tùy vào cái thiết kế của xe để đi làm sao để cho dây vào cái phần trung tâm kính hậu này để lắp cam thì đi làm sao để cho nó đẹp nhất có thể. Đây, xem i10 lắp vẫn đang thừa rất là nhiều dây thì xe dài hơn thì chắc chắn là đủ mọi người nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cố định cam sau và hoàn thiện phần này và đi chỗ này đã thừa một cái đầu dây chờ để cắm vào cái cam sau rồi, để đẹp hơn thì có thể là cho đi qua đây. Còn nhiều xe mà cái kính này riêng không gắn liền với nắp cốp sau thì đi nó sẽ đẹp hơn. Đấy, hoặc là có thể đi bên trụ này, đi lên ống này. Đấy, nói chung là rất nhiều cách. Thì đây em đang làm demo nên là tạm thời như này. Xong đấy chúng ta sẽ gắn cam sau ở đây và sau đấy cắm nguồn vào. Ướm cái vị trí nó đẹp nhất, xong đấy là dán cái siêu này lên, xong đấy mới dán cam nhá. Đấy, sau khi em đã ướm được cái vị trí của mắt cam sau thì gắn lên rồi nó sẽ như này. Bây giờ chúng ta chỉ cần cắm nguồn vào và khởi chạy thôi. Đấy, sau khi cắm nguồn thì nó sẽ như này. Nói chung là tự lắp thì nó sẽ không bằng, không thẩm mỹ lắm, nhưng mà như này là chấp nhận được. Đấy, ta bắt đầu thì ống cốt này. Đấy, đây là cái khu vực cam sau. Đấy, sau khi hoàn thiện cam trước, cam sau thì chúng ta bắt đầu lắp thẻ nhớ và tiến hành test thử. Đây, chúng ta cắm thẻ nhớ nhá. Khi cắm thẻ nhớ ở đây và cái mặt đồng ngửa ra ngoài mọi người nhá. Đấy, cắm nghe tách cái là được. Tiếp theo là chúng ta set chọn tiếng Anh và cài đặt ngày tháng. Please format SD card. Abnormal time detected. Please calibrate the time manually. Formatting succeeded. Ok, vậy là cam đã hoạt động. Bây giờ em sẽ kết nối app để chúng ta cùng xem nhé. Ok, em đã chạy một vòng để test thử. Bây giờ em đang kết nối điện thoại với cam qua app 70 Mai. Bây giờ em sẽ vào phần album để xem lại này. Đấy, và phần number này. Đấy, đây là cam trước này. Đây là chất xem hình ảnh cam trước. Đấy, trên này chúng ta sẽ có các mục thời gian để chúng ta xem lại. Đấy, đây là cam trước nhá. Hiển thị đây sẽ xem cái phần nào mà đang lưu thông. Đây, km này, 47, 48 km này, tọa độ này. Đấy, ngày tháng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem phần cam sau nhé. Xem phần cam sau thì chúng ta sẽ vào cái phần bên cạnh này. Đấy, đây là cam sau. Đấy, mọi người thấy chưa? Cũng km, tọa độ, ngày tháng đầy đủ hết nhé. Đây, đấy là cam sau. Đây, rất là rõ này, biển số này. Đây. Rất là hay. Nói chung là khi có va chạm trước sau thì có cái cam này thì rất là tiện. Chúng ta sẽ lấy clip trực tiếp để chúng ta xem đúng sai như thế nào. Rất là tiện.